Mình đã gặp được công chúa Elsa rồi mọi người ơi. Mình đang có mặt tại khu trò chơi Nữ Hoàng Băng Giá tại công viên Tokyo Disney Sea. Để vào được khu này, các bạn phải săn vé trên app của Disney. Có hai loại vé, một là vé standby miễn phí, hai là vé ưu tiên DPR giá 2 sen. Cả hai loại vé này đều hết rất là sớm, nên mọi người phải nhanh tay thì mới vào được khu này nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đi gặp Elsa nào. Wow.